Hai, chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Trí Vlog nha. Chúc tất cả các bạn buổi chiều thật vui vẻ. Thì buổi chiều hôm nay để tiếp tục quay về tuổi thơ mọi người, mình sẽ làm một cái món đồ chơi mà lúc nhỏ mình hay chơi nhất là vào cái dịp mà tới Trung Thu á mọi người. Cái món đồ chơi đó mình đặt tên là xe đẩy lon sữa bò nha mọi người. Không biết mọi người có ai đã từng chơi cái món đồ chơi đó chưa? Rồi thì không để mọi người chờ lâu nữa, để mọi người biết cái món đồ chơi đó như thế nào thì bây giờ mình bắt đầu làm nha mọi người ha. Để làm được cái món đồ chơi này mình có chuẩn bị một số dụng cụ rồi nha mọi người. Đây là cái này là hai lon sữa, một cọng dây chì, cái viết nha mọi người, cái viết này để làm dấu, cái đinh, cái kìm, cái búa ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha mọi người ha. Bây giờ là hai cái lon sữa nha mọi người, hai cái lon này đúng ra một cái lon là nó phải nguyên cái chỗ này, nó chỉ có hai lon thôi, nguyên chỗ này để cho nó làm một cái bánh xe mọi người, cho nó cứng nha. Còn cái lon này thì nó hở ra để mình bỏ hàng cày vô á. Rồi cái này mình đã đục trước hai, tại hai cái này khó đục á nên mình đã mất thời gian mình đã đục trước hai lon này rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đục hai cái này. Rồi một chỗ hai này nha mọi người ha. À một cái thôi chứ, cái này là bánh xe nè. Cái đinh của mình nó hơi cũ nên là mình đục cái nó bị méo cái lon sữa nha mọi người. Nhưng không sao, cái đinh này nó nó hết nhọn rồi bởi vậy. Đó, đinh nó nhọn lại đục nó dễ lắm mọi người. Rồi ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ trang trí cái lon này nha mọi người. Là cái này là mình sẽ làm cái bánh xe ha. Cái này bánh xe. Đó, nó cũng đơn giản mà ha mọi người ha. Cái này thì bây giờ mình trang trí để khi mà mình tối mình gắn đèn cài vô nó có phát sáng là cho nó đẹp nha mọi người. À quên nữa, ở đây mình có vẽ cái hình ngôi sao rồi mọi người. Đây, vẽ hình ngôi sao trước này nha mọi người. Nè, mình sẽ chấm vô mấy cái để mình đục nó nha. Sao mà đóng hình cũng được mọi người ha. Mình thích hình gì là mình đóng hình đó nha. Để cho nó chói thêm thì mình đóng thêm mấy hàng lỗ ở đây nha mọi người. Đóng thêm mấy hàng lỗ ở đây cho nó chói thêm cho nó có dọa đèn nữa nha. Cứ quay nha, quay rộng. À không, cứ quay vô đây, quay vô đây. Quay thôi, rất nhạt luôn. Không có đục đục đó. Bây giờ mình chỉ đục cái này thôi nha. Để đèn cài vô ha.
Ok. Rồi bây giờ tới tối luôn nha mọi người. Mình bắt đầu mình bỏ đèn cầy vô cái lon để cho nó phát sáng lên cho nó đẹp nha mọi người. Rồi. Thử cho nó khô cái đã. Đốt nè. Ok. Quay ngang cái hình nó sao cho mọi người xem. Rồi quay vô ngôi sao cho người ta thấy có hình ngôi sao kìa. Đây là sao ha. Rồi đây là thành phẩm của mình, món đồ chơi của mình nha mọi người. Xe đẩy lon sữa bò ha. Rồi thì mọi người, món đồ chơi này là nói chung là chơi là bao vui, bao ồn, bao chó dí luôn nha mọi người. Và mọi người xem video thấy hay, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.